Alo, Minh Kiệt xin kính chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của Minh Kiệt. Thì mình cũng xin rất là cảm ơn 2400 anh chị và các bạn đã đồng hành cùng với Minh Kiệt trong thời gian vừa qua. Thì mỗi ngày Minh Kiệt nhận được ít nhất là phải 300-400 tin nhắn của các bạn gửi cho mình. Giờ mình unlock lại cái nick Facebook thì mình biết đến đâu mình chia sẻ đó thôi, chứ mình không có gì giỏi về lĩnh vực này đâu các bạn. Thì mình chia sẻ hết rồi. Thì các bạn có thể vào kênh của mình các bạn xem. Còn cái tài khoản của bạn các bạn, khi các bạn gửi những cái thông tin lên Facebook họ có mở hay là không, đó là một vấn đề khác. Bên Facebook họ quét như các bạn, admin Facebook, mình không phải là admin cho nên mình không thể hỗ trợ hết các bạn được. Mong các bạn có thể thông cảm nha. Trước khi các bạn mà upload lên cái ID card của bạn lên Facebook thì các bạn nên kiểm tra cái ID card của các bạn nó có đạt tiêu chuẩn hay là không. Đó thì các bạn có thể lên Google, các bạn search là Vision IPA. Đó, thì cái công nghệ này của Google họ sẽ giúp các bạn xác định được cái ID card của bạn có đạt chuẩn hay là không, để các bạn có thể xác nhận danh tính đối với Facebook hoặc là đối với Google hoặc là đối với những dịch vụ khác chẳng hạn. Đó thì cái Vision cái Cloud Google này họ cung cấp cho mình rất là nhiều dịch vụ ở đây, thì các bạn có thể xài thử. Sau này các bạn cảm thấy ok thì các bạn có thể mua cái dịch vụ của họ. Thì dịch vụ của họ cung cấp cho mình rất là nhiều các bạn. Ở đây thì mình sẽ nói cái phần là Vision IPA thôi. Thì các bạn có thể test thử cái ID card của các bạn lên đây. Trước khi các bạn mà upload lên Facebook, các bạn nên upload lên đây để các bạn test thử cái ID card của các bạn nó có đạt tiêu chuẩn hay là không, để cho Google họ kiểm tra thử cái ví dụ ở đây mình thử mình để một cái giấy căn cước công dân coi sao. Đó, thì các bạn thấy thì cái công nghệ của Facebook nó có cũng có công nghệ quét những cái hình ảnh như thế này mà họ cũng chưa công bố thôi. Đó thì các bạn biết hàng tỷ người họ gửi những cái ID card như vậy, ai đâu mà ngồi ở không mà quét từng cái cho bạn. Thì họ dùng những cái công nghệ này họ quét, có thể họ có cái công nghệ riêng của họ chẳng hạn. Đó thì ở đây mình sẽ demo cho các bạn thấy là Google Vision AI. Đó thì các bạn thấy những cái tham số như thế này, nếu mà nó càng thấp thì nó sẽ càng tốt nha các bạn. Thì các bạn để ý với mình cái dòng rất là quan trọng ở đây là confidential, tiếng Anh không rành. Nếu mà nó đạt chuẩn 100% á thì cái căn cước công dân này nó virus. Đó, nó đạt chuẩn, nó rất là tốt. Đó. Còn nếu để coi mình qua cái tab thứ hai mình nói tiếp với các bạn nha. Cái test ở đây, cái test thì nó quét này, cái test thì nói chung là rõ, họ sẽ quét hết như các bạn. Cái test thì nó đạt tầm khoảng 90%. Cái một quan trọng ở đây là identity document, ở đây tài liệu ID của các bạn nó đạt tầm khoảng 73%, thì good, cũng khá tốt. Ok các bạn. Đó. Và Facebook họ cũng có những công nghệ để họ quét. Đó. Chứ không lẽ các bạn cứ hình dung đi, một ngày có 1 tỷ người dùng họ bị disable như vậy, rồi không lẽ cứ từng người như bên Facebook họ quét cho các bạn, họ dùng những cái công nghệ này để họ có thể tham chiếu những cái ID của các bạn khi mà gửi lên nó có trùng với tài khoản của các bạn hay là không, hình ảnh, thông tin nè, vân vân. Các bạn thấy Barras 123 nè, thì nó dịch ra cho các bạn thấy nè, nó quét các bạn thấy rất là rõ đây. Số căn cước công dân nè, họ tên là gì, quét nó quét từ đầu đến cuối luôn các bạn. Có thể là không chính xác lắm nhưng mà ít nhất cũng phải là tầm 8-90%. Ngày tháng năm sinh nè, các bạn thấy nè, ok. Nó quê quán nè, đó thì các bạn thấy nó quét rất là kỹ nè, công nghệ. Ok. Nếu mà các bạn up lên á 90% đổ xuống, chứ một hồi nãy mình đã cho các bạn xem á, thì các bạn vui lòng chụp lại cái tấm hình nó đẹp cho mình nha. Cái nền trắng hay nền đen rồi đó, chụp lại tấm hình khác. Ở đây nó quét từng góc cạnh luôn cho các bạn thấy nè. 90-95% thì tốt, nhưng mà mình khuyến khích là cái ID card của bạn khi mà các bạn up lên, các bạn test thử thì nó tầm 95-100% là virus như các bạn. Còn mà dưới 95% thì đến 95-90% á thì nó cũng khá tốt thôi, nhưng mà nó không có chuẩn lắm. Nhưng mà mình khuyên là 95-100% thì nó sẽ verify được cái ID card của các bạn. Thì những cái tham số này thì các bạn có thể tham khảo thêm, và confidential này thì các bạn nhớ về mình, nó đạt tầm 100% là virus,
mà 90 đến 9, 90 đến 100% là tạm được nha các bạn. Ok, thì mình cũng biết nói sao, nhưng mà dưới 90% là không được, chỉ dưới 90 là không được nha các bạn. Đó, thì mình đã nói rồi, giống như hồi nãy giờ mình đã nói rồi đó. Ok, đó, Facebook họ cũng có những công nghệ họ quét những cái hình ảnh như vậy. Đó, thì các bạn có thể xem kỹ nội dung video nha. Thì bên kia mình biết đến đâu thì mình sẽ chia sẻ đến đó thôi, chứ mình không có giỏi về lĩnh vực này đâu các bạn. Rồi ok, nếu mà tấm hình này mà các bạn có thể chụp một cái nền trắng hoặc là một nền đen, chụp cho nó rõ vào nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể chụp tấm hình mà kèm với chân dung của các bạn luôn, có nghĩa là đang cầm ID á, mình chụp lên nó sẽ quét, nếu mà trùng thì Facebook sẽ mở thôi. Nó có công nghệ riêng của họ, bên Facebook họ chưa có công bố các bạn. Và khi các bạn upload lên Facebook, các bạn nên đổi tên cái file gốc cho mình nha, Edens Document. Đó, các bạn đổi tên gốc cho mình và các bạn upload lên Facebook. Ok các bạn, bên kia cũng biết đâu mình chia sẻ đó thôi, chứ mình không có giỏi về lĩnh vực này. Thì các bạn có thể vào kênh của mình, các bạn xem cách mở khóa Facebook vô hiệu hóa 2020. Thì ở dưới phần mô tả mình đã để hết cho các bạn full 7 đường link và một email support Facebook mà. Nếu các bạn chưa nhận được email support từ Facebook, các bạn có thể fix lại IP và các bạn reset lại trình việc của các bạn. Các bạn làm lại và kiên nhẫn và đợi. Ok, mình chỉ xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nội dung video nhé.